sản được mã hóa bởi cái chương trình Smart World. Smart World là bao gồm cả thành phố tương tính, Skyway và các dự án khác được mã hóa. Và tí nữa mã hóa như nào thì tôi cũng nói cho quý vị đây một phần rất là quan trọng. Chủ sở hữu của cái token này sau này vẫn được chia cái cổ tức từ các chương trình Smart World, thành phố tương tính, Skyway và các chương trình khác. À, cái token này tức là gì ạ? Tức là người ta là mã hóa cái cổ phần thôi, mã hóa cái cổ phần thành số hóa nó đi. Đấy. Và cái ưu điểm của cái việc mã hóa này gì ạ? Ví dụ sau này đối với cái cổ phiếu cổ phần ấy thì việc tài trợ xuyên quốc gia mọi thứ thì nó rất khó khăn. Ví dụ như là mình ở Trung Quốc muốn mua sở hữu cổ phần của một cái công ty Mỹ thì nó rất là khó khăn, và ngược lại công ty ở nhà đầu tư ở Mỹ muốn sở hữu cổ phần của công ty Trung Quốc ở Quốc tại thị trường Trung Quốc thì cực kỳ khó khăn. Nhưng mà sau này cái thị trường FTO mọi thứ ấy, thì nó lại dễ dàng hơn mọi cho những nhà tài trợ, nhà đầu tư như chúng ta. Và một cái bước tạo ra cái này nó là cần thiết và nó như nào thì chúng ta cùng nhau xem. Nó được mã hóa một phần cái cổ phần của GN5. Chúng ta có đó 1, 2, 3. Các công ty holding là cái công ty là gì ạ? Chỉ nắm giữ, có chức năng nắm giữ cổ phần, không tham gia trực tiếp trong quá trình là kinh doanh hay bán sản phẩm hay là thương mại gì cả. Đây. Token FVKS sẽ được FTO và lên sàn giao dịch sớm. Và chúng tôi thường nói nó chẳng khác nào là IPO sớm của sở hữu cả, quý vị ạ. Bởi vì nó cũng là được, nó là cổ phần mà nó được mã hóa, quý vị phải hiểu rồi. Nó là cổ phần nhưng nó được mã hóa thành số hóa và nó sẽ tham gia FTO, và thời gian FTO này nó sẽ sớm hơn là cái thời gian IPO. Và cái việc FTO này nó chẳng khác nào là cái cổ phần của Skyway đã được đưa lên sàn sớm hơn một tí. Đấy. Thì khi mà FTO này, chúc mừng tất cả các quý vị là dạ, chúng ta đã thành công. Công ty chúng ta được xem như là lên sàn, giúp một số nhà đầu tư người ta thanh khoản. Đấy quý vị nhớ nha. Và thời gian cái FTO này nó cũng khá là gần thôi. Tôi nghĩ là bắt đầu khi mà sang bắt đầu sang giai đoạn 15 thôi là bắt đầu công ty cũng bắt đầu cái chương trình này. Và những cái chương trình này nó chỉ kéo dài khoảng mấy tháng là xong thôi. Đấy, có phải là Skyway FTO tức là cổ phần đã được lên sàn sớm không? Không cần phải đợi sao Skyway lâu lên sàn thế? Có khi nó có lên sàn hay không? Khi mà mọi người thấy FTO tức là gì ạ? Công ty Skyway coi như là lên sàn rồi. Phải nhớ như vậy. Và chúng ta có những cái ăn mừng thứ nhất. Khi chuyển sang giai đoạn 15 là chúng ta sẽ được ăn mừng với nhau đã. Thứ hai là khi bắt đầu người ta công bố xây dựng thương mại ở một quốc gia đầu tiên là chúng ta cùng nhau là ăn mừng thứ hai. Đấy, bởi vì rằng có thương mại là có thực tế, có lợi nhuận là chuẩn bị kết thúc năm tài chính là người ta sẽ tính toán cổ tức thôi. Thành công thứ hai. Thành công thứ ba là FTO là chúng ta sẽ ăn mừng lớn. Và cái việc làm thủ tục IPO là người ta sẽ là bước tiếp theo của người ta thôi. Đó quý vị như vậy. Đấy. Nó không còn lâu đâu quý vị ạ. Chẳng qua là những cái này đã chuẩn bị thủ tục mọi thứ xong xuôi pháp lý rồi. Tôi nói cho quý vị một chút. Đây. Chúng ta có hai cách vốn hóa để giúp cái công ty này sẽ tăng trưởng mạnh. Cái cổ phần và cái của quý vị là sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Và quý vị sẽ nhìn thấy được cái tiềm năng của nó. À, những cái công ty ví dụ như là L1, L2, L3 người ta vẫn theo hướng IPO theo thị trường chứng khoán. Ưu điểm của thị trường chứng khoán cổ điển là gì ạ? Ở đây là tập trung rất nhiều nhà đầu tư tư bản, có nhiều bộ, có tài chính lớn.
Và đây là cái nguồn vốn huy động ở cái thị trường này nó vô cùng lớn, thị trường này vô cùng lớn. Nhưng cái nhược điểm của nó là dạng quy trình thủ tục của quá trình làm IPO này thì nó sẽ nghiêm ngặt hơn. Đấy, nó sẽ từng bước, nào là dạng công ty kiểm toán hàng hoạt động hàng năm làm ăn lợi nhuận mọi thứ. Nó vẫn theo như vậy. Và chi phí cho cái việc mà chuẩn bị như vậy thì nó cũng khá là tốn kém đối với một số cái công ty khởi nghiệp, khá là tốn kém. Đấy. Nhưng nó lại cần thiết, bởi vì ở đây là tập trung nhiều nguồn lực, nhiều tư bản, nhiều nhà tư bản có nguồn vốn lớn, và chúng ta sẽ là dạng vẫn IPO nhưng IPO sau một chút. Đấy. R1, R2, R3 là theo hướng IPO. Còn R4 chắc là tôi cũng chưa biết nó phân bổ cho cái gì như nào. Chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang làm những cái thủ tục rồi, những quy trình thủ tục mọi thứ chúng ta cũng bắt đang làm dần rồi. Đấy. Và khi mà chúng ta ra thị trường một cái tuyến đường thương mại đầu tiên nữa là chúng ta bắt đầu có doanh thu, lợi nhuận. Và doanh thu những cái hợp đồng đầu tiên thì nó trị giá lớn lắm, hàng trăm triệu đến hàng tỷ. Đấy, chính vì vậy chúng ta cũng để mà tiêu chuẩn mà đối với chúng ta mà lên thị trường chứng khoán mọi thứ thì tôi nghĩ là nó cũng không khó khăn đâu, nó cũng không. Đấy, quan trọng đối với một công ty lên thị trường thì cái giá trị cổ phiếu nó vẫn phải duy trì, nó phải phát triển, bởi vì công ty phải làm thực, sản phẩm phải phát triển tốt. Đấy, cái hướng của chúng ta là như vậy. Một cái hướng thứ hai của chúng ta là chúng ta sẽ SPO, là cái cổ phần của cái R5 này chúng ta mã hóa, nó lại số hóa. Và cái quy trình SPO này thì nó đơn giản hơn, nó không nghiêm ngặt khắt khe như cái thị trường IPO cả. Thực ra là hai cái nó là một, hai cái nó là một đối với một công ty khởi nghiệp. Có những công ty người ta lựa chọn IPO không, tức là dạng tức là đấy. Thì đối với thị trường IPO này thì nó tận dụng được xu thế tiếp cận được nguồn vốn nó dễ dàng hơn. Xu thế hiện tại bây giờ chúng ta là xu thế 4.0, blockchain, crypto, đấy, tiếp cận được nguồn vốn dễ dàng hơn. Quy trình không phức tạp, khó khăn như IPO, nó dễ dàng hơn một chút. Thị trường IPO này thì nó giao dịch 24/7, tức là nó không có ngày nghỉ, như là đôi lúc là nó không có ngày nghỉ như cổ phiếu thị trường chứng khoán thứ bảy chủ nhật. Cái việc IPO này sẽ giúp nhà đầu tư sẽ thanh khoản sớm, nhanh hơn. Và cái thời gian IPO thì nó cũng rất là nhanh. Thì tôi lấy ví dụ như là công ty Survey. Ví dụ chúng ta dự định khoảng 2023, 2024, 2025, 2026 lên hạng thì cái quy trình IPO này nó sẽ sớm hơn một bước. Nhưng chúng ta hiểu rằng là IPO này đồng nghĩa với việc là công ty này là đã lên sàn rồi. Đấy, quý vị nhớ như vậy. Đấy, còn lại là bước còn lại của chúng ta là gì ạ? Làm việc thủ tục chuẩn bị IPO xong. Đấy. Và nhiều người cho rằng là cái việc mà IPO này, cái sử dụng cái thị trường này thì nó khá hay, bởi vì là ở thị trường này được tiếp cận những nhà đầu tư hào phóng. Tức là nói gì để nói, nếu mà ông mua cổ phần, cổ phiếu, mọi thứ đầu tư vào cái đó ở kia thì ông đắn đo lắm, đầu tư 10.000 ông đắn đo lắm. Nhưng mà thấy cái đồng tiền nó hay mà thấy tiềm năng, 10.000, 20.000 đô rất nhanh, trong 1 giây, 2 giây. Đấy. Thì nhiều người cho rằng đây là một trong những cái thị trường mà tiếp cận được cái nguồn vốn hào phóng giúp công ty sẽ nhanh hơn. Đấy. Và quý vị đã thấy là chúng ta đã có được hai cái thị trường để cung cấp cho chúng ta là hai cái nguồn vốn.
Như vậy là dạng khi mà chúng ta có được cái thị trường từ cái vốn IPO, từ cái thị trường cổ phiếu chứng khoán, một cái thị trường từ cái STO token chứng khoán, thì chúng ta có hai cái nguồn vốn của hai cái thị trường để tận dụng được đó sức mạnh. Và cái STO này nó cũng giúp những nhà đầu tư mà xuyên quốc gia người ta cũng được tài trợ nó dễ dàng hơn. Đấy, nó không ngăn cấm như cái việc mà cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu, ví dụ như tôi nói chúng ta ở Trung Quốc hay chúng ta ở Việt Nam, chúng ta muốn mua ở Mỹ thì nó gặp vấn đề khó khăn về vấn đề chứng khoán để đầu tư. Nhưng cái STO này, cái token mã hóa này thì nó dễ dàng hơn, tiếp cận được cái nguồn vốn đa diện hơn đối với doanh nghiệp. Và hiện tại bây giờ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp người ta đang lựa chọn cái phương hướng là sử dụng cái nguồn vốn này, kêu gọi cái nguồn vốn này STO. Nhưng không phải tự nhiên mà ông phải nghĩ đâu, tất cả hai cái thị trường này đều phải tuân thủ luật pháp, tuân thủ theo ủy ban chứng khoán, chứ không phải là chúng ta vẫn phải có kiểm toán hàng năm, mọi thứ thủ tục tuân thủ theo ủy ban chứng khoán, chứ không phải chúng ta tự phát hành hay tự ấy đâu. Nó phải được rõ ràng mọi thứ và quy chế cũng được quản lý tương tự như là thị trường IPO này. Đấy. Nhưng chúng ta sẽ giúp cho nhà đầu tư chúng ta là dạng thanh khoản sớm hơn. Tức là mình vừa tham gia với STO, tham gia với sở hữu FPKFS. Trong khoảng mấy tháng thôi, một năm thôi là mình đã thanh khoản được rồi, đã lên thị trường rồi, mọi thứ rồi. Rất là nhanh. Đấy. Thì những cái này sẽ được công ty người ta sẽ công bố dần. Nhưng ở đây tôi muốn phân tích cho quý vị rằng, hiểu rằng là dạng đây chúng ta đang tiếp cận được hai cái thị trường. Và chúng ta được hiểu, ngầm hiểu rằng là cổ phiếu, cổ phần của Sideway nó được niêm yết sớm bằng thông qua hình thức STO này thôi. Đấy. Và khi mà chương trình STO này chúng ta đã thấy rằng là đây là công ty cũng thành công rồi, mọi thứ rồi. Đấy, chúng ta ăn mừng rồi. Chưa? Và hai cái điều này, hai cái thị trường này sẽ tiếp cận, hai cái thị trường này thì sẽ giúp cho cái cổ phần và cái token chứng khoán của chúng ta cũng sẽ được nhanh hơn, cái vốn hóa của chúng ta sẽ mạnh hơn. Và đây là một trong những công ty mà người ta sẽ đánh giá có cái sức vốn hóa sẽ nhanh, mạnh trong nhiều năm tới. Và quý vị sẽ xem xét, bởi vì là chứa trong những công ty này có khổng lồ về sở hữu trí tuệ, bí quyết và nhiều cái công nghệ đặc biệt. Đấy. Và tôi thêm một lần nữa thì tôi muốn nói quý vị là ngày hôm lâu lâu lắm rồi thì tôi mới chia sẻ, cũng lên đây chia sẻ cho quý vị một chút, nói chuyện với quý vị một chút, và cũng cung cấp những cái thông tin mà nhiều quý vị cũng đang băn khoăn thắc mắc. Thực ra là công ty có rất nhiều cái thông tin, nhiều cái hợp đồng mà chúng ta không thể nói ra với nhau được. Đấy, không thể nói với nhau là à ngày mai công ty vừa ký công ty nọ vừa ký chúng ta, điều đó là cấm tuyệt đối với công ty. À, chỉ khi đối tác người ta công bố thì công ty thì mới lộ ra thôi. Còn công ty của chúng ta không tiết lộ, bởi thứ nhất chúng ta bảo mật cho đối tác, giữ uy tín cho đối tác. Thứ hai là chúng ta cũng bảo vệ được cái hợp đồng của chúng ta, bởi vì khi nào chưa xây vẫn có người phá được, vẫn có đối thủ cạnh tranh giàn pha được. Đấy. Thì tiếp tục là chương trình ngày 22 tháng 10 sẽ là một cái thông lệ EcoFest hàng năm của công ty. Trước đây tổ chức vào tháng 8 nhưng năm nay có một điều đặc biệt là cộng hưởng với cái Expo là sẽ tổ chức tại phía phía Ả Rập. Và tại đó thì công ty sẽ có rất nhiều cái hợp đồng mọi thứ, thì trong đợt này có khả năng là công ty sẽ phát video trước, không trực tiếp như năm các năm, mà công ty sẽ phát video về cái thành quả, kết quả đạt được của năm 2021 mà ông Suzuki ông sẽ nói bằng video. Và có khả năng sẽ đến hay đến cuối năm gì đấy thì ông ấy sẽ mới nói trực tiếp được với chúng ta. Đấy. Thì Việt Nam của chúng ta cũng mong muốn là từ giờ đến sang năm và cũng cùng nhau đỡ dịch, cùng nhau sẽ đi sang một chuyến để cùng nhau là tham quan, gặp gỡ
và nghe những cái thông tin đặc biệt từ ngài Junichi. Và chúng ta thấy là những cái sản phẩm của chúng ta bây giờ ấy, như ông Junichi cũng nói, và những cái sản phẩm chúng ta đang thiết kế hiện nay là thiết kế dành cho thương mại, chứ không phải thiết kế cho chứng nhận, thiết kế thành dành cho thử nghiệm như được trước. Mà những sản phẩm bây giờ có khả năng những cái mẫu mã thương mại nó sẽ khác biệt so với sản phẩm demo bây giờ, sản phẩm chứng nhận bây giờ. Và chính vậy là khi quý vị đã thấy một cái hình ảnh nào đó, một ai đó người ta làm con tàu nó tương tự như Segway nhưng nó không phải giống cái tàu Segway, cũng có thể là nó cũng có thể là của chúng ta sao? Bởi vì là những sản phẩm thương mại, ông Junichi nói là những sản phẩm thương mại đã được thiết kế cho mẫu thương mại, nó có khả năng sẽ khác với những cái mẫu mà chúng ta đang chứng nhận ở đây, đang thử nghiệm ở đây, nhưng về nguyên lý thì nó không thay đổi. Đấy, về nguyên lý không thay đổi. Vậy chính vì vậy là tôi đấy thì tôi có một số cái lời nhắn như sau. Nếu quý vị là nhà đầu tư thì tôi khuyên quý vị là nên đọc thông tin, theo dõi thông tin. Quý vị càng theo dõi, quý vị càng yêu Segway, càng thấm ngấm mà thấm nhuần Segway. Đấy. Và quý vị không bỏ lỡ cái cơ hội sở hữu cổ phần lúc mà cổ phần nó đang được định giá rất thấp như thế này. Và chúng ta thời điểm này chúng ta có nhiều thông tin hiểu về nó, chúng ta gom càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt thôi. Khi mà nó dưới 1 đô vẫn là cơ hội rất lớn cho chúng ta. Đấy. Thứ hai nữa là muốn gửi đến tới các đối tác là gì ạ? Không phải đi đâu vội vàng cả. Hãy tập trung đi. Quý vị đã thấy rồi, chúng ta một trong những quỹ đã chứng tỏ được 6 năm trên thị trường, 5 năm tại Việt Nam của chúng ta. 5 năm tại Việt Nam ra tạo ra cái công ăn việc làm ổn định trong 5 năm vừa qua. Và chúng ta không phải hô hào nhiều. Và chúng ta là mạnh nhiều năm chứ không phải mạnh vài tháng. Đấy. Và không dừng lại ở 5 năm mà chúng ta tiếp tục có những công ăn việc làm đến hàng chục năm, thậm chí hàng nhiều chục năm nữa, tạo cho quý vị công ăn việc làm, bạn bè, mọi người. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang làm cho chính chúng ta. Chúng ta không đi làm thêm cho ai cả. Chúng ta đang làm cho chính chúng ta. Công việc tốt nhất vẫn là làm cho chính mình. Khi mình chưa đạt trạng thái làm cho chính mình thì tiền mình ít là đương nhiên. Khi mình làm cho chính mình thì mình sẽ có thu nhập cao hơn, tốt hơn. Môi trường Segway, môi trường của chúng ta là một môi trường hợp tác tuyệt vời. Thứ nhất là chúng ta tham gia vào đây tự do về thời gian. Công việc không ai nhắc nhở chúng ta thường xuyên được cập nhật, tăng thêm kiến thức mọi thứ. Đấy. Và chúng ta có được kinh dòng thu nhập của đối tác. Và công việc đối tác, quý vị sẽ tính xem. Ví dụ như dịch vừa rồi, 2-3 tháng chúng ta đóng băng. Nếu chúng ta có công việc ở ngoài thì chúng ta bị đóng băng. Rất nhiều người tôi lên Zalo tôi thấy là dạ, họ kêu xin cứu trợ, xin cứu trợ. Từ sinh viên, từ người đi làm, từ những người làm rất là nhiều cái cấp khác, từ bác sĩ, ngân hàng, rồi nhiều kế toán. Họ còn xin từng bữa, có thể giúp được họ từng bữa rồi, nhưng xong cái dịch đó, họ kiếm tiền như thế nào? Họ nuôi sống như thế nào? Đấy, mới chỉ 3 tháng thôi mà chúng ta đã không chủ động được rồi. Và chính vậy lời khuyên ban đầu của chúng tôi là, của tôi là gì? Đầu tư. Chỉ có đầu tư là cách va chạm thực tế nhất để rèn luyện cái kỹ năng tài chính, hoạch định được tài chính và hoạch định được chi tiêu. Đấy. Thì chương trình của đối tác, nếu mà quý vị mà tận dụng ngay từ thời điểm bây giờ, tại thời điểm này, thì sau 2 năm nữa hà cớ gì mà quý vị không thụ động, sau 3 năm nữa hà cớ gì quý vị không thụ động. Chương trình đối tác còn 4 năm nữa mà mình làm bây giờ thì có phải 4 năm mình có công ăn được làm, mình có dòng thu nhập ổn định. Đúng không ạ? Và cái chương trình đối tác đó vẫn giữ cho đến rất là dài như vậy. Chúng ta xây một lần, chúng ta làm cho cả đời, chỗ ăn, chúng ta làm một lần, chịu khó vất vả trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cập nhật thông tin, cập nhật kiến thức, chia sẻ những gì mình hiểu biết. Công ty đang áp dụng cái chương trình là chính cổ đông, chính nhà đầu tư, cũng chính là nhà đối tác.
chính cổ đông hiểu rõ nhất bản chất về công nghệ này. Họ hiểu rồi, họ yêu rồi, họ thích rồi, họ chia sẻ cái niềm tin đó thì làm cho đối tác khác người ta tin tưởng hơn, bởi vì ông đã đầu tư rồi, ông hiểu về nó cho nên ông vừa làm đối tác. Còn hơn là một người xa lạ người ta chia sẻ về một cái công nghệ này. Chúng ta so với các chương trình, các dự án khác thì chúng ta trong suốt 5 năm qua chúng ta đã phát triển rất là mạnh mẽ trong 5 năm qua, và không mấy chương trình đếm trên đầu ngón tay làm được điều đó. Có những chương trình 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng chúng ta cũng mệt mỏi, làm cho chúng ta rất mệt mỏi, đúng không ạ? Làm cho nhiều người mệt mỏi. Chỉ cố gắng ha, cùng bạn bè, mọi người dùng hết sức trí tuệ tài chính cống hiến vào một cái công ty nào đó, chỉ 3 tháng, 4 tháng lại mất cái công sức của chúng ta, và tiếp tục chúng ta lại theo đuổi tiếp lại 3 tháng, 4 tháng, quanh đi quẩn lại là 1 năm đã đi, 2 năm trôi qua. Ở đây chúng ta, đối với chương trình đối tác, chúng ta có công ăn việc làm ổn định dài hạn trong không chỉ 5 năm mà hàng chục năm tiếp theo. Nếu bắt tay từ thời điểm bây giờ thì sau 5 năm, 6 năm, 7 năm nữa chúng ta có dòng tiền ổn định. Và sau 5 năm, 6 năm nữa, ngoài cái dòng tiền ổn định đó, chúng ta lại có gì? Cổ phần của chúng ta đã có cổ tức. Đấy, nó, cái khoản đầu tư đó nó làm việc 24/7 cho chính ta và con cháu chúng ta, cổ tức và tăng trưởng hàng năm. Cái đấy là cái nhiều. Đấy, thì ngày hôm nay tôi cũng giao lưu với quý vị như vậy thôi, cũng kính chúc tất cả các quý vị, anh chị sức khỏe, và cũng chúc tất cả quý vị anh chị sở hữu được lượng cổ phần của Sideway khi mà nó đang được đánh giá thấp như này, hãy cố gắng sở hữu càng nhiều càng tốt. Đây là phương châm mà tôi đã từng làm trong suốt nhiều năm qua và đến bây giờ tôi vẫn đang làm. Và tôi tin rằng đây sẽ là một trong những công ty duy nhất đem lại danh tiếng lại cho chính quý vị, đem lại danh tiếng của quý vị, lấy lại danh dự của mình với bạn bè, gia đình, mọi thứ. Và đây là một trong những công ty mà tôi mới đánh giá mới xứng đáng thành công. Mọi thủ tục công ty xong hết rồi, kiểm toán hàng năm mọi thứ rồi, không cớ gì mà những một cái công ty nó kiểm toán quốc tế trước người ta 2-3 năm mà lại còn chậm hơn người ta. Đấy, thì kính chúc tất cả các quý vị anh chị sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, rồi sở hữu được lượng cổ phần. Và chúng ta sẽ chờ đón những cái thông tin tiếp theo trong thời gian tới, mà khi Expo đang diễn ra và những thông tin sẽ cung cấp từ nhà sáng lập từ giờ đến cuối năm. Và sang năm thì theo tôi dự đoán là sang năm chúng ta sẽ gặt hái được nhiều tin tuyệt vời hơn, bởi vì năm nay là 6 tháng ở Expo, từ giờ đến cuối tháng thì trong 6 tháng công ty tập trung cho việc phát triển Expo mọi thứ, còn khả năng thương mại, hợp đồng xây dựng từng cái dự án thì tôi nghĩ là bắt đầu 2022. Và khi bắt đầu là được công bố xây dựng rồi thì quý vị cùng nhau vỗ tay chào mừng, cùng nhau là rủ nhau đi du lịch, được chưa? Cảm ơn tất cả quý vị, nhường lại mic cho em Hạnh. Và em Hạnh chủ trì. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Nhà mình thấy tuyệt vời không ạ? Nhà mình thấy tuyệt vời hay là rất tuyệt vời ạ? Thì nhà mình hãy gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới vị thuyền trưởng của chúng ta đi ạ. Mỗi lần mà anh Tâm xuất hiện là một lần mà anh mang đến những kiến thức, những thông tin rất là chuyên sâu và chuyên nghiệp cho các cổ đông nhà mình, đúng không ạ? Chúng ta được biết tới cơ hội Skyway đã là một điều tuyệt vời trong cuộc sống rồi, và bên cạnh đó chúng ta còn có cơ hội nắm bắt và hiểu ra tầm quan trọng của Skyway. Nó lại là điều tuyệt vời hơn, và còn tuyệt vời hơn hết là chúng ta nắm bắt được càng nhiều số lượng cổ phần thì cái cơ hội sau này thay đổi cuộc sống của chúng ta, thay đổi cuộc sống của bố mẹ hay là con cháu chúng ta sau này, tức là tối thiểu 3 đời chúng ta sẽ được thay đổi với sự thành công của Skyway, đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì Skyway đã là cánh cửa sáng nhất rồi, đúng không ạ? Và rất tuyệt vời khi mà anh Tâm đã cung cấp cho chúng ta những thông tin và chia sẻ cho chúng ta những kiến thức trong lĩnh vực đầu tư, không chỉ trong lĩnh vực không chỉ thông tin và kiến thức trong Skyway, mà còn là những thông tin và kiến thức xoay quanh lĩnh vực đầu tư, để sau này
khi mà chúng ta đã thành công với lĩnh vực, đã thành công với Skyway rồi, thì chúng ta duy trì được sự giàu có bền vững trong tương lai, đúng không ạ? Và một lần nữa chúng ta hãy gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vị thuyền trưởng Triệu Tâm của chúng ta đi ạ. Và mong rằng là sắp tới đây khi mà công ty có những video mới, những thông tin công bố mới thì chúng ta lại có cơ hội được giao lưu và học tập anh Triệu Tâm, đúng không ạ? Ngày hôm nay rất nhiều thông tin và kiến thức mới đấy ạ. Thì em Hạnh được biết là trong xuyên suốt quá trình mà anh Tâm chia sẻ ấy, có những cô chú anh chị mình đã là nhà đầu tư rồi này, thậm chí là hầu hết là chúng ta đã và đang làm chương trình đối tác này, hay là có những cô chú anh chị là mình mới biết tới Skyway và vào buổi này. Vì vậy nên là mình có nhiều câu hỏi liên quan đến việc Skyway là gì này và những thông tin cơ bản về Skyway. Thì nhân đây em Hạnh cũng xin thông báo cũng như là chia sẻ với cô chú anh chị là về cái lịch cố định của mình, thì là vào chương trình Hành Trình Thịnh Vượng thì vào buổi tối ngày thứ ba thì dành cho các nhà đầu tư mới, hay là buổi tối ngày thứ sáu, là hai buổi mà chúng ta sẽ được học và được tìm hiểu bài bản về Skyway.